Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 3 trên 3 của bài 9 Cũng là phần cuối của bài này Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nào Trước hết thì chúng ta sẽ ôn lại cái bản từ một chút Đầu tiên chúng ta có từ lẻo chè Lẻo chè có nghĩa là hiểu, À, am hiểu hoặc là hiểu rõ về một vấn đề gì đó và nghĩa thứ hai là tìm hiểu ví dụ như bạn có hiểu về lịch sử trung quốc không đi léo chè trung quốc lịch sử mà bạn hiểu về lịch sử việt nam không léo chè dưới nạn lịch sử mà à, tôi rất hiểu về văn hóa uh, trung quốc quả hình léo chè trung quốc quảnh hòa tôi rất hiểu về anh ấy quả hình léo chè tha như vậy léo chè có thể dùng đối với người cũng được hiểu về người nào đó hoặc là tôi muốn đi qua Trung Quốc để tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc. Quá sàng suy Trung của Liễu Trung Quốc, Quốc Hòa. tìm hiểu đôi chút về văn hóa Trung Quốc. Liễu Trẻ, Liễu Trẻ, Trung Quốc Hòa. Rồi như vậy nhớ Liễu Chè sẽ có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là hiểu, am hiểu, hiểu rõ về vấn đề gì đó hoặc là về con người cũng được. Thứ hai là, thứ hai là tìm hiểu. Kế tiếp ta có từ y xe Y xe ta có thể nói tắt Tức là lượt bỏ từ y đi Chỉ cần lấy cái xe thôi cũng được Thì y xe có những cái nghĩa Ví dụ như là một số Y xe có nghĩa là một số Ví dụ như là Dù y xe rảnh uh, Bùi xì hoan của hoa. họ Có một số người không thích tôi Ở trong trường có một số người không thích tôi Sẽ xe lị Dù y xe rảnh bùi xì hoan của hoa. Sẽ xe lị dù y xe rảnh bùi xì hoan của hoa. Y à, xe cũng có nghĩa là những Y à, xe hoặc là xe là những Ví dụ trời xe rỉnh là những người này Trời xe rỉnh, sưu hộp hận Những người này là bạn tôi à, Na xe rỉnh hoặc là na y xe rỉnh Na y xe rỉnh, bố Không phải là bạn tôi à, Xe có nghĩa là đôi chút hoặc là một chút Y xe đó, đôi chút hoặc là một chút Họ liệu chế y xe, Trung Quốc văn hóa À, hoặc là hỏi bạn hiểu về lịch sử Trung Quốc không thì léo chè Trung Quốc lịch sử mà léo chè y xe ta lưu ý y xe có những cái nghĩa đó à, có một cái lưu ý nữa là sao y xe ta không có lượng từ như vậy những người này là chơi xe rỉnh hay chơi xe rảnh chứ không có nói là chơi xe cơ rỉnh những cây bút này thì nó là chơi xe bị hoặc là chơi xe bị không có nói là chơi xe trứ bị à, ta lưu ý vậy là được rồi kế tiếp ta có từ tố sào vẫn nhắc lại tố là nhiều sào là ít nhưng mà khi ghép vào tố sào thì nó sẽ ra là bao nhiêu à, tố sào là bao nhiêu ví dụ như chín tháng dù tố sào rỉnh lại hôm nay có bao nhiêu người đến nĩ ừ. dụ tố sào xẻn bạn có bao nhiêu tiền à, rồi như vậy là nếu tách ra tố không là nhiều thì phủ định của nó là bú tố còn sào là ít thì phủ định của nó là bú sào là không ít Người Trung Quốc hay nói là búa Sào Thì ta sẽ hiểu búa Sào là bằng với Tố Mà có nghĩa là nhiều đó, không ít là nhiều đó. Cái tiếp ta có từ Rỉnh Khổ Rỉnh Khổ là dân số à, Nó cũng có nghĩa là nhân khẩu nhưng ít dùng hơn Nghĩa là dân số thì dùng nhiều à, Trung Cổ dù Tố Sào Rỉnh Khổ Trung Quốc có bao nhiêu dân số Trung Cổ ta Rỉnh Khổ hành Tố Dân số Trung Quốc rất đông Duy nản dù Tố Sào Rỉnh Khổ à, Ví dụ thế hoặc là Duy nản tờ Rỉnh Khổ à, Dễ hành Tố Dân số của Việt Nam cũng rất đông Kế tiếp ta có từ Y Y là 100 triệu Như vậy để nói 100 triệu ta nói là YY y. 200 triệu là Lẹn Y 300 triệu là San Y 900 triệu là Chiều Y Và 1 tỷ thì ta sẽ có là Sữa Y Sữa Y 10 cái trăm triệu tức là tỷ 1 một tỷ 1 là Sữa YY 1 y. tỷ 2 là Sữa RY một tỷ rưỡi là số cứ vậy chúng ta ghép vô thôi. Cái tiếp ta có từ nẻn nẻn là năm là như vậy là ví dụ nói năm nay là chi nẻn năm sau là miệng nẻn còn cái năm vừa mới đi qua đó năm rồi thì ta sẽ nói là suy nẻn suy là đi suy nẻn cái năm đi qua rồi tức là năm, 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 năm rồi là nén và lưu ý nén không có lượng từ như vậy là một năm là y nén hai năm là liền nén ba năm là san nén bố tôi đi Trung Quốc ba năm rồi của ba bà Trung Quốc san nén là mẹ tôi đi Mỹ bốn năm rồi của mama chi Mỹ của sư nén là nhớ nén không có lượng từ và thiên cũng không có lượng từ thiên là ngày cũng không có y thiên liền thiên san thiên sư thiên ngủ thiên một trăm ngày là y bài thiên à, vậy thôi cái tiếp ta có từ lịch sử, lịch sử là lịch sử. À, Việt Nam là lịch sử hình trạng, Việt Nam là lịch sử hình lịch sử Việt Nam rất dài. Rồi, à, ví dụ tôi học lịch sử là hòa sẻ lịch sử. Lịch sử Việt Nam là Việt Nam lịch sử, lịch sử Trung Quốc là Trung Quốc lịch sử. Tôi muốn tìm hiểu về lịch sử Trung Quốc, tôi Trung Quốc lịch sử. Cái tiếp ta có từ sen sen là ngàn. Như vậy là y chen, liền chen, san chen cứ y vậy chúng ta ghép vừa thôi. Nhưng mà chúng ta không có nói là sữa chen là 10 ngàn mà nó sẽ có một từ đó là từ quan. Quan là 10 ngàn ta không có nói sữa chen. Mình đọc một số tài liệu cũng có thấy có người nói như vậy. Kể cả những người Trung Quốc nhưng mà đó chắc có lẽ là những cái người dân tộc thiểu số hay là gì đó thôi. Còn chuẩn phải là y quan là 10 ngàn không có nói sữa chen được. Kế tiếp ta có từ tố là nhiều à, Và từ tố này à, nó có vài cái nghĩa mình sẽ gợi ý cho mọi người nha Thứ nhất nó có nghĩa là nhiều nè Vô dụ, vô dụ hành tố phận vô Vô dụ hành tố trung quốc phận vô Chuyên thiên vô hành tố lại Nà cơ sang tiên lì vô hành tố tông si Đó, à, cửa hàng đó có rất là nhiều người ha. Hôm nay có rất nhiều người đến Cửa hàng đó có rất nhiều đồ Nà cơ sang tiên vô hành tố tông si Um, tố có nghĩa là hơn ví dụ như là y bài tố là hơn một trăm thiên nhiều y bài tố rỉnh lại hôm nay có hơn một trăm người đến à, san sữa là ba mươi san sữa tố là hơn ba mươi cô ấy hơn ba mươi tuổi rồi tha san sữa tố suy là tố với nghĩa đó ngoài ra từ tố dùng để hỏi như vậy là tố ta là bao lớn à, có thể dùng để hỏi người À, hỏi cái đứa bé là bao lớn tức là bao nhiêu tuổi á à, tha tua ta là nì tí đi thì tua ta là nì mê mê tua ta là em trai của bạn bao nhiêu tuổi rồi em gái của bạn bao nhiêu tuổi rồi rồi tua sản là dài bao nhiêu à, ví dụ như tua sản sửa chén là dài bao nhiêu thì bằng với tua chiều là bao lâu anh ấy đến bao lâu rồi tha lại tua chiều là cũng có thể nói tha lại tua sản sửa chén là rồi tô sảo là bao nhiêu như vậy, từ tố là dùng để hỏi kích thước hoặc cái số lượng gì đó. Dầu tố lần, tức là lạnh cỡ nào, lạnh bao nhiêu độ. Cái tiếp nữa ta có từ men chi, men chi là diện tích. Trung Quốc tờ men chi hình ta, Mỹ của tờ men chi thơ bé ta. Mỹ của tờ men chi phê sản ta, diện tích của Mỹ thì là cực kỳ lớn hoặc là rất lớn. Việt Nam tờ men chi của thái ta, diện tích của Việt Nam không lớn lắm. Ta có từ bài là trăm từ này mình gặp rồi Y bài liền bài xanh bài cái tiếp ta có từ quan Nãy cũng có nhắc đến Như vậy là y quan liền quan xanh quan Cứ vậy chúng ta ghép vô thôi Ta có từ phiển văn là vuông Thì nó sẽ đi với cung lị Phiển văn cung lị là km vuông Cung lị không là km Để chỉ diện tích thì chúng ta phải nói là phiển văn cung lị Ví dụ Trung Quốc có 9 triệu 600 ngàn km vuông diện tích Trung Quốc á. Trung của miền chi sư chịu bài lưu sử phiên văn quân lị. Diện tích của Việt Nam là khoảng 330 ngàn gì đó. Duyên nản tờ miền chi ta gai san sử san quan phiên văn quân lị. San phiên quân lị.

cái tiếp phải có từ nả lì là đâu về cơ bản nó cũng giống như nả Nì cha chai nả lì, nì cha chai nả Nhà bạn ở đâu thì như nhau à, Trung Quốc sầu tú chai nả lì, chai bầy riêng à, Trung Quốc sầu tú chai nả cũng được, không sao cả Cái tiếp phải có từ thiên, thiên là nghe uh, Thiên số là nghe nói Thiên hoa là nghe lời uh, Thiên yên duê là nghe nhạc nó ta có từ yên duê Ví dụ tôi rất thích nghe nhạc của hình sĩ hoan thiên của nạn Tôi thích nghe nhạc Việt Nam của sĩ hoan thiên Trung của sĩ hoan thiên của yên Tôi không thích nghe nhạc Trung Quốc Hay là tôi không thích nghe nhạc của Mỹ Rồi ta sẽ có là Hải sư tức là hay là Ví dụ như bạn đi Trung Quốc hay đi Mỹ thì suy Trung của hải sư Suy Mỹ của Hải sư là hay là Với cái dùng trong câu hỏi lựa chọn ta có từ quay của quay của là ngoại quốc tức là nước ngoài, ngoài quay của ví dụ như quật hưởng vô sư quay của rện tha bụi <laughs> sư dê nản rện ta có từ sen tai là hiện đại và cũ tiền là cổ điển như vậy sen đại yên duê là nhạc hiện đại còn cũ tiền yên duê là nhạc cổ điển bạn thích nhạc hiện đại hay là nhạc cổ điển nỉ sĩ khoan sen tai yên duê hải sư sĩ khoan cũ tiền yên Nhớ là um, Hải sư là dùng trong câu hỏi lựa chọn thôi ha Cái tiếp ta có từ của Của là quốc có nghĩa là nước hoặc là quốc gia Như vậy là của của là nước ta Đừng dịch là nước tôi, dịch là nước ta Ví dụ năm nay nước ta Đạt được những cái Chỉ số GDP gì đó chẳng hạn Hồ à, của, của kế tiếp nữa ta có từ Từ sản kế tiếp nữa ta có từ y chiến Y chiến là đã Y chiến là đã Ví dụ như um, uh, Bố tôi đã đến rồi Wa papa lại là Wa mama y chiến lại là Mẹ tôi đến rồi Wa mama dễ y chiến lại là Mẹ tôi cũng đến rồi Wa uh, phẩm vô Y chiến suy trung của là Bạn tôi uh, Bạn tôi đã đi Trung Quốc rồi Anh ấy đã đến chưa Thấy y chiến lại là ma Thấy y chiến lại là Anh ấy đã đến chưa Anh ấy đã đến rồi Như vậy từ y chiến này nó có ý nghĩa nhấn mạnh thôi nếu không có gì chiến thì thôi thá lại là anh ấy đến rồi là được rồi kế tiếp nữa ta có từ thưa bẻ thưa bẻ có nhiều nghĩa nhưng mà chúng ta sẽ gặp nó với cái nghĩa giống như là phê sản vậy có nghĩa là hết sức hoặc là cực kỳ Chín thiên thưa bẻ rơ hôm nay cực kỳ nóng à, trung của tung thiên à, thơ thưa bẻ lần mùa đông của trung quốc là cực kỳ lạnh rồi kế tiếp ta có từ gia trâu gia trâu là á châu có nghĩa là châu á Duy nạn cháy gia tru việt nam là ở châu á trung của river về cháy gia trung quốc và nhật cũng ở châu á kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu các cái đoạn đàm thoại à, tìm hiểu các đoạn đàm thoại à, chúng ta cùng đọc cái đoạn đàm thoại này nha nì léo chè pu léo chè trung của đi léo chè pu léo chè trung của thấy bạn có am hiểu về trung quốc không léo chè y xe Liệu về y xe Tôi hiểu đôi chút thôi Trung của dù tôi sao rỉnh khổ Trung của dù tôi sao rỉnh khổ Trung Quốc có bao nhiêu dân số Hoặc là dân số của Trung Quốc là bao nhiêu Ta cai sửa y Ta cai sửa y Khoảng 1 tỷ 2 Tại trong sách, sách này nó viết lâu rồi Cho nên cái thời điểm nó viết là khoảng 1 tỷ 2 Chứ Trung Quốc bây giờ thì khoảng 1 tỷ 4 dân số rồi Ta cai sử y Dù tôi sao nén ly sử dù tôi nén sử có lịch sử là bao nhiêu năm hoặc là có bao nhiêu năm lịch sử sư chen tua nén sư chen là bốn ngàn sư chen tua nén là hơn bốn ngàn men chi sư tua men chi sư diện tích là bao nhiêu chiếu bài lưu sử văn cung lị chiếu bài lưu chín triệu sáu trăm km vuông sầu tu chai nã tu lị thủ đô ở đâu? chiến chiên ở Bắc Kinh. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. đi léo chè, pu léo chè trung Quốc? léo chè y xe. Trung Quốc có bao nhiêu dân số? Đại khái 12 tỷ. Có bao nhiêu năm lịch sử? 4.000 960.000平方 lý Tiếp theo chúng ta tìm hiểu cái đoạn 2 bạn thích hay không thích nghe nhạc Nǐ xì hoan bù xì hoan thiên yên duê Bạn có thích nghe nhạc không? Nghe câu này chúng ta có thể nói là Nǐ xì hoan thiên yên mà Cũng được Cái tiếp và trả lời là hẳn xì hoan Hẳn xì hoan là rất thích Nǐ xì hoan trung quả yên duê Hải sư xì hoan Quai quả yên duê Ní xì trung quả yên duê Hải sư xì hoan Quai quả yên Bạn thích nhạc Trung Quốc hay là thích nhạc nước ngoài? Nhạc trung quả yên Trung quả yên duê Xen à, nhạc hay hay hiện đại hay là nhạc cổ điển? Xen đại âm nhạc, nhạc hiện đại. Xen đại âm nhạc. Mời mọi người chúng ta cùng đọc nè. Ni xi hoan bu xi hoan thiên âm nhạc. Hẳn xi hoan. Ni xi hoan Trung Quốc âm hay là xi hoan quốc ngoại Trung Quốc âm nhạc. Sentai đại âm hay là cổ điển âm nhạc? đại âm Kế tiếp nữa chúng ta có một cái bài đọc ngắn ngắn nha. Đầu tiên mình đọc và giải thích trước, sau đó rồi mời mọi người chúng ta cùng đọc theo. Trung Quốc, à, cái chủ đề của nó là Trung Quốc. Trung Quốc ở Á Châu, 是一个大国，面积大，有九百六十万平方公里，人口多，大概有十二亿，历史长，已经有四千多年。我喜欢历史，特别是中国历史。嗯，给，呃，i c 了，中国 ề l 过呢 Trung Quốc Gia Châu là Trung Quốc ở châu Á. Sư cơ ta của là một quốc gia lớn. men chi ta, diện tích lớn. Dù chiếu bài lưu sử quan, phiến văn quân lị, có 9 triệu 600 ngàn km vuông. Rỉnh khẩu tố là dân số đông. Ta cái dù sử ơ di, có khoảng 1 tỷ 2. À, mình vẫn nhắc lại, tức là cái con số dân số này á, là cách đây rất lâu rồi. Tại vì nó nằm trong giáo trình nên mình vẫn viết ra y chang như vậy. Lý sử sản là lịch sử lâu đời, lịch sử lâu dài. Y diễn đã có hơn 4.000 năm. Quá sĩ hoan sử, tôi thích lịch sử. Thơ bẻ sư Trung Quốc lý sử, đặc biệt là lịch sử Trung Quốc. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Trung của Trung của trái gia trâu 是一个大国，面积大，有九百六十万平方公里，人口多，大概有十二亿，历史长，已经有四千多年。 我喜欢历史。特别是中国历史。中国,中国在亚洲是一个大国，面积大，有960万平方公里，人口多，大概有12亿。历史长，已经有4000多年。我喜欢历史，特别是中国历史。人代。 thì mình xin kết thúc cái phần 3 trên 3 cũng là phần cuối của bài chính này xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi à, xin hẹn gặp mọi người ở bài kế tiếp à, chúc các bạn học tốt môn ngoại ngữ này nhé à, thân chào